Bước 1. Chọn dịch vụ MySai ở mục tiện ích trong ứng dụng MyViettel. Bước 2. Thực hiện đăng ký tài khoản MySai. Bước 3. Chọn gói cước phù hợp với nhu cầu. Lưu ý, bấm vào chi tiết để xem thông tin về gói cước. Bước 4. Đăng ký thông tin khách hàng. Chụp mặt trước và sau của chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Lưu ý, chụp đúng theo yêu cầu, đảm bảo đủ ánh sáng và rõ thông tin. Thực hiện chụp ảnh chân dung theo yêu cầu để xác định danh tính. Lưu ý, đảm bảo đủ ánh sáng và thao tác theo yêu cầu để xác thực danh tính. Hệ thống xác nhận thông tin theo giấy tờ, nhập số điện thoại và địa chỉ email để hoàn thiện thông tin khách hàng. Nhập mã OTP được gửi về tin nhắn điện thoại. Bước 5. Định danh khách hàng. Đối với thuê bao đã chuẩn hóa theo Nghị định 49, hệ thống sẽ tự động chuyển sang bước thanh toán. Đối với thuê bao chưa chuẩn hóa theo Nghị định 49, thực hiện video call với tổng đài viên của Viettel để xác thực danh tính khách hàng. Bước 6. Thanh toán. Chọn phương thức thanh toán. Lưu ý, trong trường hợp chọn gói cước không đồng, hệ thống sẽ tự động bỏ qua bước thanh toán. Xem hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ. Xem và đồng ý với các điều khoản mua hàng. Nhập mã OTP. Bước 7. Ký hợp đồng. Nhập mã OTP để thực hiện ký hợp đồng đăng ký dịch vụ. Bước 8. Lấy thông tin tài khoản đăng nhập và mật khẩu được gửi vào tin nhắn điện thoại SMS. Bước 9. Tải ứng dụng MySai. Quét mã QR để tải ứng dụng MySai hoặc tìm từ khóa MySai trên App Store hoặc CH Play. Bước 10. Đăng nhập vào ứng dụng MySai và kích hoạt tài khoản. Đăng nhập vào ứng dụng MySai bằng thông tin đã được gửi qua tin nhắn điện thoại SMS. Thực hiện đổi mật khẩu. Vào mục nghiệm thu chứng thư số CTS. Xem các thông tin trên biên bản bàn giao chứng thư số Viettel CA. Đồng ý với nội dung trong biên bản bàn giao chứng thư số. Nhập mã OTP để xác nhận biên bản bàn giao và hoàn thành nghiệm thu chứng thư số. Khách hàng nghiệm thu thành công. Quý khách hàng có thể bắt đầu thực hiện sử dụng dịch vụ MySai theo nhu cầu. Đừng quên nhập mã giới thiệu nếu có. Vào mục Người giới thiệu, nhập mã số điện thoại người giới thiệu.